Rất là may mắn hôm nay là lần lượt được ban tổ chức cho cơ hội để lên đây chia sẻ những cảm nhận của mình và những cái thay đổi của mình. Hôm nay thì được lên đây thì nhất định phải nói những lời cảm ơn vô cùng sâu sắc. Từ trước đến giờ thì trong những buổi Zoom thì là đó nói nên lời cảm ơn rất là nhiều rồi, nhưng ngày hôm nay thì đặc rất là đặc biệt mà đầu xuân năm mới lại được một cơ hội nữa để gửi lời tri ân sâu sắc tới ban tổ chức Zoom. Nhờ có phòng Zoom mà đoàn lượm có ngày hôm nay cũng như là sự hiện diện tự tin để nói chuyện trên phòng Zoom như thế này, rất là đông người. Thì khi mà trước khi vào đây phòng Zoom thì nãy đượm có nghe và cũng có biết được rằng là phòng Zoom đã được ra đời 3 năm, nhưng mà đượm trước kia thì chưa thấy được cái sự giá trị của phòng Zoom, cho nên là đượm mới tham gia chính thức là tham gia thường xuyên là 1 năm nay thôi. Một năm nay thì đượm thấy rằng là rất tiếc những cái thời gian đã qua mà mình lại không có chú ý đến. Lúc đấy những giấc ngủ nó làm cho mình mê muội đi ngủ đi và cũng không có tỉnh dậy để học những cái giá trị tuyệt vời như như thế này. Hôm nay là đã là được gần 1 năm rồi thì được tham gia phòng Zoom thì được thấy giá trị. Thứ nhất là khi mà mình đã nâng cao được những kiến thức, nâng cao được những kiến thức và phát triển được bản thân, và khi mình đi ra ngoài để giao lưu chia sẻ với bạn bè những cái công việc của mình thì mình thấy tự tin hơn. Mình thấy nó có những cái chất lượng hơn. Và khi mà chúng mỗi mỗi khi mà phòng Zoom sáng nào mà đượm dậy muộn một chút thì đượm rất là tiếc, và hoặc hôm nào có việc đi đâu đó thì không có dự được Zoom sáng trọn vẹn ấy, thì cũng vô cùng tiếc. Mà đến ngày hôm nay thì trong hệ thống đượm cũng rất nhiều những anh chị em cô bác cũng đã dậy sớm để vào học phòng Zoom. Thì từ lúc được học phòng Zoom để phát triển được bản thân thì công việc của đượm nó có nhiều những cái thuận lợi hơn, vì khi mình đã có được những cái kiến thức, những kinh nghiệm và những cái giá trị của những cái sự học hỏi của phòng Zoom, mình đã phát triển được, mình đã xây dựng được sự nghiệp của mình tốt hơn và có nguồn thu nhập cao hơn. Và đượm thấy rằng là đây là một cái nơi mà mình được nhận được giá trị. Một một cái phòng Zoom tổ chức ra để nhận được vô cùng nhiều giá trị như vậy thì được cảm ơn tới ban tổ chức phòng Zoom cũng như là nhà người sáng lập ra phòng Zoom, người đã đầu tư phòng sáng lập ra phòng Zoom, thì được cũng cảm ơn tới rất là nhiều tới những anh chị em đã là những chủ giảng đã học những cái kiến thức cao về đây về chia sẻ lại cho tất cả những cô bác anh chị em, để mong rằng là phát triển được một cái lan tỏa được cái kiến thức cho cộng đồng. Và điều đó là điều mà Lượm rất là tâm đắc và rất là mong muốn là từ nay đi sẽ thường xuyên là không có bỏ được buổi Zoom nào và mời rất nhiều anh chị em bạn bè vào đây để cùng học Zoom, để cùng phát triển, thay đổi được bản thân, thay đổi được chất lượng cuộc sống, và đặc biệt là có thêm được những kiến thức kỹ năng khi mình đi ra ngoài, mình sẽ kết nối được nhiều bạn bè. Từ khi mà học Zoom đến giờ thì Lượm kết nối được rất nhiều bạn bè ở trên những trang mạng xã hội, kết nối vào và đưa họ, mời họ vào đây để họ học Zoom. Và khi họ học Zoom thì họ thấy rất là mê và họ thấy là họ cũng biết ơn mình, biết ơn những người chủ giảng, biết ơn những ban tổ chức đã hỗ trợ họ, giúp đỡ họ trong những cái kiến thức mà trước kia thì họ chưa có được học ở đâu hết. Mà ở đây mình chúng ta lại được học hoàn toàn bằng cách là không có mất chi phí gì mà chúng ta lại ngồi nhà học được những kiến thức vô cùng bổ ích như vậy. Thì đoàn lượm rất là cảm ơn tới ban tổ chức Zoom, cảm ơn tới các chủ giảng, cảm ơn tới các MC đã cống hiến hết mình về về một cái sứ mệnh, về cũng như là về một cái sự phát triển của cộng đồng. Đó là một cái điều vô cùng đặc biệt, vô cùng tuyệt vời. Và đến ngày hôm nay cái thu nhập của lượm thì cũng nói với tất cả các bác anh chị ở đây rằng là nhờ có cái sự học hỏi được kiến thức và được sự hỗ trợ của anh em bạn bè nữa, và những người mà đã tin tưởng được trong lĩnh vực của Đượm cũng có những kiến thức, cũng có những kinh nghiệm để chia sẻ, họ thấy cái niềm tin đó rất là lớn và họ hợp tác về cùng mình để phát triển một cái sự nghiệp. Và đến ngày hôm nay thì Đượm rất là tự tin rằng là đây là một nơi mình có thể là giúp được bản thân mình mà có thể mình lại còn giúp được những nhiều người khác nữa, cùng đưa họ vào đây được học hỏi. Đoàn Lượm xin cảm ơn rất là nhiều, và những lần cuối cùng thì Đoàn Lượm cũng cảm ơn và chúc cho cả tất cả ban tổ chức cũng như tất cả cô bác anh chị em đã có mặt trong phòng Zoom nay 1 năm mới là có được nhiều thành công, nhiều hơn nữa,
Và xin cảm ơn tất cả ban tổ chức và tất cả cô bác anh chị. Đần Đượm biết ơn rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy bấm like, share, comment điều mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh cũng như bấm vào nút chọn chuông thông báo tất cả để nhận video mới mỗi ngày. Cảm ơn và hẹn gặp lại.